Đương nhiên là anh em không thể nào mà hoàn thành tất cả mọi thứ trong vòng 20 phút, 5 chương trong vòng 20 phút được, nhưng mà video mình nó 20 phút. Ok. Ok, chào mừng anh em trở lại với chương trình của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách unlock anh Liêm trong vòng 20 phút. Chúng ta phải hoàn thành là 4 cái map ẩn ở chương 1, 2, skip qua cái chương 3 rồi đến chương 4 và chương 5. Là sẽ có một nhiệm vụ ẩn ở chương 3. Để check anh em thiếu ở chương nào thì anh em check cho mình là có một số vật phẩm là hoặc là phép không nha. Hoàn thành ở chương 1 thì là nó sẽ cho anh em cái tuyệt hỏa cháo ở phần pháp bảo. Đến với chương 2 là cái định phong châu cũng là phần pháp bảo. Còn cái nhiệm vụ ẩn ở chương 3 thì anh em sẽ nhận được cái phép cấm tự pháp. Ở chương 4 là cái cây cài tú hoa châm pháp bảo. Còn cuối cùng là ở chương 5 là món thủy hỏa lam. Cái này thì nó ở phần bảo vật. Ok, bắt đầu chương 1 nha. Để unlock cái map ảnh chương này thì anh em phải gõ ba cái chuông. Cái đầu tiên là ngay chỗ con Quảng Trí, ngay đoạn bề rừng Thư Đăng Lâm. Chỗ biến thành con ong đầu game á, anh em đi thẳng như mình chỗ này tới cái cổng này là gặp tới nó. Ok, giết xong thì cái chuông nó nằm ngay sau lưng nó luôn nè. Gõ một cái. Còn cái thứ hai thì đi thêm một đoạn khá xa nữa ở khu Xà Kính Thúy Trúc Lâm nè. Con này là boss chính cho nên anh em nào đi qua rồi chắc cũng không skip được ha. Còn anh em nào mới chơi thì đi theo mình. Ở chương này cũng có nhiều boss ẩn. Anh em muốn xem á, mình có để link video bên góc phải hay là bên dưới phần comment á. Gõ xong con quảng bu này, đằng sau nó cái đường đi lên, gõ cái chuông thứ hai nè. Cái thứ ba cũng là cái cuối cùng ở chương 1 là ngay cũng ngay đoạn một combo chính từ cái khu Bạch Cổ Trạch Thúy Trúc Lâm này, anh em chạy xuống cái đoạn cái cầu thang này nè, rồi đánh con Bạch Y tu sĩ. Rồi đánh xong con này là có một cái khe nhỏ chỉ dậu ngay bên trái này. Chạy vào đây có cái chuông cuối cùng. Gõ cái chuông này là nó teleport anh em đi vào cái đền cũ luôn. Ở trong đây là có con Kim Trì trưởng lão. Hồi đó cướp cái áo cà sa của Đường Tăng nè. Rồi sau khi đánh xong là anh em được teleport ra ngoài. Rồi ngay cái chỗ bên ngoài này có cái xác ngay gốc cây bên trái á. Anh em lại tương tác với cái xác là được cái tuyệt hỏa cháo là xong. Ok, xong chương 1 nha. Đến chương 2 là chuỗi nhiệm vụ con heo mập để unlock cái map ẩn. Chuỗi này cũng dài phết, anh em cứ đi theo mình nha. Từ cái đoạn chấm thạch bình hiệp hồn nhai này, anh em chạy như mình để gặp con heo. Cái khu hiệp hồn nhai này là cái lúc mà đánh anh em nhà chuột á, không phải anh em, cha con nhà chuột. Xong anh em rẽ bên phải có cái đoạn cái cầu á, xong đi qua là tới. Anh em đi vòng vòng khám phá tí là thấy à. Nói chuyện với nó thì nó bắt anh em đi kiếm cái đồ giải rượu nè. Thì anh em đi tới chỗ Định Phong Kiều, Hoàng Phong Trận. Và từ đây đi qua theo mình, đi qua cái cầu này xong rồi rẽ trái. Đi lên một tí xong rồi lại rẽ phải. Rẽ phải xong rồi lại rẽ trái. Rẽ trái xong rồi lại rẽ phải. Rẽ tới lúc mà thấy cái chậu này nè, đập một cái là lấy được cái tỉnh tu thạch. Xong rồi bây giờ quay về cái chỗ con heo, giao cái tỉnh tu thạch ra để cho nó giải rượu. Bây giờ nó ấy là nó lại đói. Anh em nói chuyện khi mà nó bảo mà lấy đói á, thì anh em đi lại ngoài hậu tự tự môn là nó nằm ở đây nè. Rồi cái lúc này anh em đi nhặt nhặt lòng vòng map lấy cái bích ngẫu. Cái này thì anh em nhặt ngay chỗ mà hồ nước các kiểu á.
xong rồi lấy được thì giao ra cho nó, là bắt đầu nó no, nó nòi nó lại đi ở chỗ khác. Còn mẹ nó chứ, nó bảo anh em đi lấy miếng vàng nè. Cái miếng vàng này thì anh em tới cái chỗ mà đánh cái con chuột con á, ngay chỗ mà Salmon thôn bất tích cốc nè, đi vào cái hang. Nếu mà anh em mà đánh con chuột con to trước á, mà đánh nó chết á, mà vẫn còn con chuột cha á, thì anh em đánh ở đây. Còn nếu mà anh em đánh con chuột cha chết trước á, thì anh em đi lại cái chỗ này nè, cái vực này nè, là nó có chỗ tương tác để thả cái miếng thịt xuống, là anh em thấy được con Sa Đại Lang. Đánh xong con này là anh em lấy được cái La Hán Kim Phiến, là cái này là cái miếng vàng mà cái chỗ con heo nó cần á. Xong bây giờ lại quay lại chấm Thạch Bình Hiệp Hồn Nhai, lại đi lại cái chỗ mà ban nãy. Nó cái đoạn này sẽ phải là thấy con heo nè. Đó, nó bảo là tại sao miếng vàng lại chỗ tao. Rồi, đánh xong nó là bắt đầu nó trốn vào trong cái này. Là đây là unlock cái map ẩn. Ở trong cái map này là có hai con boss, là con hổ tiên phong với lại con boss cuối cùng là con phó bản. Chỉ có mỗi hai con thôi. Họ đánh kia mà con phó bản mà nó được một nửa máu này, anh em chạy lên đây. Anh em nhặt cái này là nó lấy cái định phong châu á. Đánh xong teleport ra ngoài là coi như là anh em xong cái chương 2 luôn. Bây giờ đến chương 3, thì khúc này là anh em qua khỏi cái nhà tù, rồi lên lưng rùa, xong rồi nó chở tới cái khẩu hải Bắc Ngạn nè. Ở đây anh em đi theo mình nha, đi tới cái chỗ cái cổng chùa này. Đấy, xong rồi đi qua đây là thấy thanh niên đang bị foursome nè. Anh em cứu xong anh em chạy tới nói chuyện. Anh em nhớ nói chuyện cho nó hết đoạn hội thoại nha, chứ không là nó ngồi đi chờ foursome hoài luôn á. Rồi anh em cứ chơi tiếp đến khi mà trượt trượt xuống cái tuyết, đi đến cái miếu khoái hoạt lâm cực lạc cốc. Mẹ mấy cái tên khó đọc vãi là. Ở đây mình hướng dẫn anh em đi tới cái miếu tội nghiệp Thác Lâm nha. Còn nếu mà anh em nào mà có rồi thì anh em skip đoạn này, tele thẳng tới cái miếu tội nghiệp Thác Lâm luôn. Ở đây anh em đổi phép cho mình thành cái phép ăn thân pháp nha, mới cứu được cái anh Gia ban nãy. Rồi từ cái chỗ mà tội nghiệp Thấp Lâm này chạy một tẹo tới thấy cái anh trai đang ngồi trên gốc cây than lạnh nè. Rồi dùng cái anti pháp vẽ cho anh cái vòng khá là ok la. Tới nói chuyện một tí cho nó hết cái đoạn hội thoại tiếp nha. Không hết là không làm được đâu á. Bé vòng xong anh em quay lại cái chỗ khoái hoạt lâm này, để đi đến cái miếu vô ưu giản. Ngay chỗ cái miếu vô ưu giản này có con bot á. Anh em click vào cái link mình để ở góc phải nếu anh em muốn xem video full bot và nhiệm vụ ẩn ở các trường nha. Ở đây thì anh em nào unlock cái miếu vô giản rồi thì ship đoạn này cũng được. Rồi từ đây thì đi qua cái cầu xong rồi sẽ phải rồi đi xuống cái chỗ này nè. Anh em cứ đi thẳng đến chỗ cái vực. Rồi ở đây nhảy xuống cái bậc là đi qua cái gốc cây này. Rồi đi xuống hết cái chỗ này là nó có một cái miếu thờ. Cái miếu này tên gì mình cũng quên bố nó rồi. Nhưng mà nếu mà anh em làm xong cái nhiệm vụ của cái thằng kia ban nãy nói chuyện ok các kiểu rồi đó, thì ngay cái chỗ này là có con boss. Boss tên gì ấy nhỉ? Thủy Lạc Võ Sư. Rồi đánh xong con này là anh em nói chuyện với cái thằng tiểu tử, rồi nó sẽ cho cái phép cấm tự pháp. Lấy được cái phép này là coi như là xong cái chương 2, là anh em có thể đến chương 3 nha. À nhầm, chương 3 đến chương 4 nhé. Mẹ đói quá lú con mẹ rồi.
Chưa muốn để bắt đầu map ẩn thì anh em đi đến cái miếu Toái Ngọc Trì trước nha. Cái đường đi này cũng hơi dài nên mình hướng dẫn luôn. Từ cái miếu Bàn Di Động tầng trên này anh em đi theo mày. Ở cái chỗ này thì anh em nhảy xuống đây nè. Rồi. Trên đường đi bên góc phải nó có một cái hang nhỏ. Hang nhỏ, mất lời nhỏ cái gì ấy. Có cái giường nè, rồi ngay từ đây anh em đi có một cái đường đi duy nhất là anh em cứ đi thẳng, mà cái đường này nó dài một cái lờ, anh em cố gắng gắn tên lửa và đít mà chạy nha. Từ cái chỗ Toái Ngọc Trì này ở bên bên cạnh nó có cái hang, anh em đi vào đây anh em đánh con hắc thủ đạo nhân. Thì đánh con này là mình hướng dẫn luôn là có lưu ý một cái là nếu mà đánh dụng bốn cái tay của nó thì sẽ nhặt được cái giáp tay. Thì anh em lấy cái cây gậy nào mà cây mà ít đam nhất á, anh em đi anh đập, anh em dùng cái định thân này, anh em cứ đi sau lưng nó xong rồi đập vào tay. Với lại nó có cái skill này nè, đó nó nhảy xuống nó đập phát là nó bị đứng khựng lại một tí, anh em cứ đi vào sau lưng đập vào cái tay nó đấy. Đây mình đập, mình anh em thấy rớt cái tay nè, đập một phát bụp đây cái tay nó rơi rồi nè đấy. Nếu mà anh em đánh được hết bốn cái tay này á thì cuối cùng anh em sẽ nhặt được cái hạt độc thủ. Cái này thì nó thêm thôi, nó không phải liên quan vì tới cái móc ảnh đâu. Rồi để đi gặp cái con hắc thủ đạo nhân lần thứ hai, anh em đi từ cái kim quang uyển hoàng hoa quan ngoan 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 mẹ này cái khó đọc thế. Cái chỗ này là nó ngay chỗ con boss cuối rồi nha, thì anh em đi vòng lại đây là đi đến cái chỗ mà to 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 này, khu to to này cái gì cũng có boss, là thấy nó nhảy xuống. Cái chỗ này thì anh em đánh rất tay nó cũng không được cái gì đâu, nhưng mà đánh xong thì nó sẽ chỉ vào đây. Anh em thấy cái chỗ trên bức tường này nó sẽ hiện qua một cái bức họa, rồi đi tới cái tương tác của nó là đi vào cái móc ẩn ở chương 4. Ở trong cái map này nó có hai con là con độc dịch đại vương với lại một con nữa là con ma đạo nhân, hai con boss là hai con boss phụ. Anh em không đánh cũng được không sao, nhưng mà lúc mà anh em đánh con boss cuối con hối nguyện ma quân này thì hai con này nó sẽ tức là fail cái nhiệm vụ hai con này luôn. Và để unlock được cái dương tiễn thì anh em chỉ cần đánh con hối nguyện ma quân này thôi, không cần đánh hai con kia làm gì. Nhưng mà hai con kia thì nó rất thêm đồ các kiểu này nọ này kia mà. Để đánh xong con này cho anh em xem cái cutscene xong rồi lại bị teleport ra ngoài. Cái lúc mà đi ra đây thì là nhận được cái tú hoa châm, là coi như là xong cái map ẩn chương 4 để unlock dương tiễn. Bây giờ mình tới chương 5 là coi như là xong luôn á. Nhiệm vụ chương 5 này cũng hơi dài, anh em nhìn nó dài vãi lìn. Đầu tiên là cái hóa liệu nhất quan hôi tẫn lâm, phải nói từ từ mới được. Anh em đi thẳng cái này ngay chỗ đầu map mà, anh em đi thẳng tới đánh cái con trâu nè. Đánh xong con trâu hóa vô lực sĩ thì anh em nói chuyện với nó để bắt đầu cái chỗ nhiệm vụ map ẩn. Nó sẽ bảo anh em đi đánh 5 chiến xa nhưng mà thực chất là chỉ có 4 chiến xa thôi, một chiếc nó bị hư một con mẹ nó rồi. Ở đây là mình cái chỗ teleport đầu tiên này anh em thấy, nhưng mà cái này thì anh em chắc không skip vào được đâu tại vì nó nằm ngay giữa đường con mẹ nó rồi.
cái chiến xa đầu tiên, hạt thiết chiến xa. Và đánh xong cái này thì đằng sau nó có cái có cái miếu thờ nè, cái này hướng dẫn thêm thôi. Rồi đi thêm một tí nữa là tới Hôi Tẫn Đài, Hôi Tẫn Lâm. Từ cái chỗ này là anh em sẽ thấy được cái chiếc chiến xa thứ hai là Hôi Đồng Chiến Xa. Anh em đi qua cái cửa này, đi qua cái cầu là thấy chiếc chiến xa bên dưới nó bắn bù 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 lên á. Rồi đi vào cái hang nè. Rồi đi vào hết cái hang. Ra trái xong rồi đi ra cái hang. Rồi, đi thẳng ở đây. Đây cũng là một cái kiểu nó đứng con mèo nó giữa đường rồi, chắc không skip được. Rồi đập chiếc chiến xa, Hôi Đồng Chiến Xa thứ hai là được 2/4 chiến xa. Xong rồi từ cái chiến xa đó anh em đi tiếp một tí là đánh con cấp như hỏa, khoái như phong này nè. Rồi ngay sau có cái miếu. Từ cái chỗ miếu này anh em teleport lại cái miếu trước nha. Miếu trước là miếu gì ấy, đợi một tí. À Xuân Thu Trại Hồi Tận Lâm. Ok ok ok. Anh em teleport lại chỗ này rồi đi gặp anh Châu nói chuyện tiếp. Nhớ là nói chuyện phải nói cho nó hết cái đoạn hỏi tại nha, chứ không là nó lại không đi tiếp được á. Xong rồi lại hỏi là anh đâu mất rồi, không biết đâu. Rồi Thúy Vân Điện Đan Táo Cốc. Cái khúc này là anh em khi mà đánh xong cái thằng sim lỏ gì ấy nhờ, thổ địa. Rồi anh em đi thẳng tới sao mình nè. Từ cái chỗ này sẽ trái ra rồi đi thẳng lên. Đấy, đi lên hết cái bậc thang này là sẽ thấy cái con chiến xa thứ ba là con Hồng Ngân Chiến Xa. Mà nếu anh em nói chuyện con Châu trước á, thì anh em sẽ thấy con Châu đánh cho mình luôn. Còn nếu mà em chưa nói thì anh em đánh vẫn được. Xong rồi nếu mà bị sót con Châu phía trước á, nói chuyện với nhau lần hai đây, anh em cứ quay lại anh em nói chuyện với nó, xong rồi quay lại đây là thấy con Châu đứng đây. Rồi nói chuyện xong với nó rồi tiếp tục đi tới Vẫn Chuyên Khanh. Cái chỗ này là coi như là cuối map con mẹ nó rồi. Đi qua cái chỗ mà cái gì nhỉ, cái trái banh lăn á. Rồi nếu mà đi tiếp á là sẽ tới boss cuối, nhưng mà anh em đi quay lại, đi ngược lại cho mình. Đi đến cái chỗ này anh em thấy có bên có phải không, có cái núi to đó. Là cái chỗ này là cái chỗ ngã ba nè. Đấy. Ngồi đi thẳng là quay lại nha. Nhưng mà anh em rẽ trái, rẽ vào trong đây. Đấy. Ở đây là có hai con boss với lại một có một cái lạc già hương đằng. Mình xài cái video cũ làm biến quay video mới quá anh em. Thông cảm coi tiếp nha. Đây có một con boss, con Toại Tiên Phong nè. Gõ vào đi nó. Xong rồi từ chỗ con boss đó là đi tiếp. Cái đường này chỉ có một đường thôi à. Tới con boss thứ hai là con gì ấy nhỉ, Hỏa Linh cái gì mẫu đúng không, Hỏa Linh Nguyên Mẫu. Đấy. Mẹ gõ phát được cái máu luôn. Ác thật. Rồi đi tới hết đường là anh em thấy cái miếu Thanh Lương Pha nha. Từ cái miếu này anh em đi tiếp là anh em thấy cái xích kim chiến xa là cái chiến xa thứ tư. Như bữa nãy mình nói là ở đây nó bảo là có 5 chiến xa, nhưng mà thực chất là một cái chiến xa là nó chắp anh ngựa vào rồi, cho nên mình chỉ được đánh 4 chiến xa thôi. Họ gõ vào đầu cái con xích kim chiến xa này nè, là thấy cái anh Châu anh nằm một góc. Anh em lay lại tới nói chuyện với anh Châu là anh Châu sẽ giúp mở ra cái map ảnh chapter mấy nhỉ, chapter 5.
đấy, mở ra xong rồi đi xuống hết đường, đi tới cái chỗ mà cái cột này là sẽ được teleport vào trong map ảnh, như là Big Thủy Động thì phải. Ủa chó luôn, mẹ trí nhớ siêu phàm. Ở trong khu này thì có con boss cuối là con Bích Thủy Kim Tinh Thú, anh em đánh xong con này là coi như là xong cái map ảnh thứ năm. Còn những cái con boss ảnh khác thì anh em xem cái video tổng hợp boss ảnh với lại như bộ ảnh ở các chương cho mình nhá. Đấy, đánh xong con Bích Thủy Kim Tinh Thú là anh em sẽ nhặt được cái cuối cùng là cái Thủy Hỏa Lam. Nếu mà anh em có cái vật phẩm Thủy Hỏa Lam bảo vật này rồi thì tức là anh em đã làm xong cái nhiệm vụ chương 5 rồi, là coi như là ok rồi đó. Bây giờ đi gặp anh Liêm được rồi đó. Còn nếu mà anh em nào mà chưa tới cái phủ đồ tháp á, thì mình show anh em quay lại cái chỗ mà chương 4 nè, ngay chỗ phù đầu giới cho hoàn đạo, anh em đi qua bên góc phải qua cái cầu rồi đi theo mình đi. Đây là thấy có một cái tháp to đùng. Rồi đi vào đây, nếu mà anh em làm xong tất cả map ảnh chương 1, 2, 4, 5 và cái nhiệm vụ ảnh là chương 3 gặp cái thằng đầu trọc này á, là sẽ thấy nó ở đây rồi, nó sẽ mở ra cho đi gặp anh Liêm này. Cái này có mỗi đường thôi, anh em cứ đi thẳng là anh em sẽ gặp được anh Liêm, và bây giờ sẽ bắt đầu những phút giây trầm cảm. Ok, vậy là xong rồi đó. Anh em có thắc mắc cái gì anh em cứ comment ở bên dưới cho mình nha. Và nhớ cho mình một là like, share và subscribe để ủng hộ channel của mình làm những content tiếp theo nhé. Xin chào anh em. Hãy subscribe.